Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 11 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiều nơi có mưa trên 90mm như Tràng Xá, Thái Nguyên 103,8mm, Hung Quốc, Cao Bằng 101,8mm, Trường Hà, Cao Bằng 101,5mm, Phong Dụ Hạ, Yên Bái 98,8mm, Minh Thành, Quảng Ninh 95,4mm, Đông Phong, Bắc Cạn 94,2mm. Dự báo từ nay tới sáng 13 tháng 8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm trên phạm vi hẹp ở không gian cấp tỉnh với cường suất lớn nên khả năng rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, hiện nay khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Dự báo ngày mai 12 tháng 8, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%.